Công an thành phố Đà Nẵng vừa tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới và các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự thời gian đến. Theo đó, Công an thành phố đã chỉ đạo công an các đơn vị địa phương phối hợp với chính quyền và các lực lượng có liên quan tổ chức khẩn trương các biện pháp khoanh vùng cách ly điều tra dịch tễ các trường hợp liên quan đến F0, F1 tại các điểm nóng mà cụ thể là 4 phường Thạc Giáng, An Khê, quận Thanh Khê, Hòa An, quận Cẩm Lệ, Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu. Công an cơ sở đã tổ chức đảm bảo an ninh an toàn cho người dân và công nhân, người lao động được lấy mẫu xét nghiệm. Lãnh đạo Công an thành phố chỉ đạo công an các đơn vị cần quán triệt cho cán bộ chiến sĩ sẵn sàng thực thi nhiệm vụ khi có yêu cầu, chủ động bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình trước những nguy cơ của dịch bệnh.